Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Tuần này là lễ Phục sinh thì nhận được yêu cầu làm một cái món bánh của người Na Uy có tên là Success Tart ra. Nó rất là hợp với mùa lễ này thì sẵn Diễm làm luôn. Bánh làm đơn giản và không có khó nhưng mà ăn rất là ngon, rất phù hợp với những bạn mà bị dị ứng với lại cái protein gluten ở trong bột mì đó. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Mình sẽ đi làm cái phần kem trứng trước. Thì Diễm có 4 cái lòng đỏ trứng gà. Trứng gà này của Diễm, mỗi trứng Diễm cân khoảng 58 gram, 100ml kem tươi, 100g đường cát, 1 muỗng cà phê tinh bột bắp á, thì Diễm cân được 2 gram, có tí xíu giúp cho cái kem của mình nó đông cứng hơn. 1 muỗng cà phê tinh chất vani thì Diễm cân được 4 gram. Và ở đây là Diễm có một muỗng canh nước cốt chanh, cái này là Diễm làm, Diễm thêm vào tại Diễm thấy làm cho cái phần kem trứng của mình nó có một cái vị chua nó rất là ngon, chua nhẹ thôi và nó không có bị nghe cái mùi trứng nhiều. Còn nếu mà công thức gốc của người Na Uy thì họ không có cho. Mình khuấy lên cho tất cả những cái hỗn hợp nó đều với nhau á, không cần phải thật là tan cũng được. Rồi bắt đầu mình bắt lên bếp. Bật bếp lên á thì bếp Diễm có chín số, Diễm sẽ để cái số là 6:30 là nhiệt độ khoảng trung bình á. Mình khuấy liên tục luôn nha, không có ngừng, tại vì mình ngừng nó sẽ bị vón cục lại đó. Khi mà mình thấy cái hỗn hợp trứng này nè bắt đầu rồi nó sệt lại và nó sôi nhẹ đó, đó để Diễm quay gần quay kỹ tí xíu đó, nó sôi như thế này thì mình khuấy thêm vài vòng nữa là mình nhấc khỏi bếp được, đừng có để lâu quá hoặc là nó vừa sôi mình nhấc liền thì nó sẽ bị loãng nha. Nhấc ra khỏi bếp rồi mình cũng tiếp tục mình khuấy tí xíu, cái hỗn hợp nó sẽ đặc như vậy. Như vậy thì rất là ngon. Bây giờ Diễm lấy cái màng bọc thực phẩm á, Diễm đậy lên trên cái mặt của kem để cho nó không có bị đóng thành ván. Và mình để cho kem thật là nguội nha. Để nguội rồi mình mới đi trộn với phần bơ. Thì bơ á, Diễm có 80g là bơ không có muối ha. Mình cắt ra như vậy, mình để ở nhiệt độ phòng cho bơ nó thật là mềm á, mình trộn vô kem cho nó dễ. Bây giờ mình đi làm bánh. Thì Diễm sẽ dùng cái cối xay này nè để Diễm xay hạnh nhân. Mình có 150g hạnh nhân nè, nguyên hạt như vậy. Tiếp theo mình cho vào 120g đường bột. Mình sử dụng đường bột nha, không sử dụng đường cát. Tại vì đường bột quá pha với hạnh nhân nó ra giống như là bột hạnh nhân á, mình làm cái bánh nó sẽ ngon hơn. Mình xay cho hạnh nhân và đường bột nó đều với nhau và hạnh nhân á, nó cũng nhuyễn ra. Diễm thấy là không có cần phải xay thật là nhuyễn ha. Chỉ cần cho nó trộn đều với nhau và mình không còn thấy những cái hạt hạnh nhân thật là to á, là được. Đó là như vậy. Thì tại vì mình ăn cái bánh đó mà Diễm thấy trúng miếng hạnh nhân nó rất là ngon. Ở đây Diễm có 4 cái lòng trắng trứng. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 1/5 muỗng cà phê muối, giúp cho cái bánh của mình cái vị nó đậm hơn tí xíu. 30g đường cát ha. Có đường thì đánh cái lòng trắng Diễm thấy nó bông nó chắc hơn. Bật máy lên thì mình đánh ở cái tốc độ trung bình. Máy Diễm có 5 số thì Diễm để số 3. Cái này thì không có cần đòi hỏi kỹ thuật gì nhiều, mình chỉ cần đánh cho cái lòng trắng này nó bông cứng lên là được. Bây giờ Diễm đi làm nóng lò thì Diễm bật lò hai lửa trên và dưới, nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Quay trở lại á, bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp đường với lại hạnh nhân mình đã xay vào. Thì đầu tiên á, mình cho 1/2 vào trước ha, mình đừng có cho liền cùng một lúc thì nó sẽ khó trộn hơn. Cho vào rồi thì mình cứ dùng cái đồ trộn bột nè, mình trộn lên cho thật là đều, nhẹ tay á, cố gắng giữ cái bọt khí trong cái lòng trắng thì cái bánh của mình nướng xong nó sẽ xốp hơn. Sau khi mình thấy đều rồi thì mình cho hết cái phần hạnh nhân và đường bột còn lại vào và mình cũng trộn thật là đều tay. Mình thấy vừa đều là được á, không cần phải trộn lâu. Diễm dùng cái khuôn này là có cái đường kính là 18 cm. Mình sẽ lót vào cái đế khuôn á, một cái tờ giấy nướng bánh để giúp cho khi mà bánh mình nướng xong á, mình dễ lấy ra hơn. Mình cũng có thể sử dụng khuôn cái đường kính 24-26 cm thì cái bánh đó đó mình chỉ làm một lớp, mình không có cắt ra hai lớp. Cho bột vào khuôn thì mình dùng cái cây phết bột á, mình dàn ra cho bột nó thật là đều hết xung quanh cái khuôn. Cầm khuôn lên mình khỏ nhẹ khoảng 2-3 cái á, cho bột nó đều và mình mang mình đi nướng liền. Thì Diễm đặt bánh ở cái rãnh thứ hai của lò từ dưới đếm lên nha.
Dạ bánh này á, mình nướng trong vòng 30 cho tới 35 phút á, Diễm thì Diễm nướng 30 phút. Nó nở lên á, và gần lúc cuối thì mình sẽ thấy nó hơi xẹp xuống tí xíu, nhưng mà không có sao hết. Quan trọng là mình thấy cái mặt bánh của mình vàng, nếu mình muốn thử mình xiên vào thấy cái cây thâm nó khô ráo là được. Cái này Diễm nướng chính xác là 30 phút nè. Mình dùng dao á, mình khựa nhẹ quanh cái thành của bánh và mình lấy bánh ra liền luôn để bánh nó bị ẩm nó không có ngon. Lấy ra thì Diễm để lên cái rây như vậy và mình để cho bánh nó nguội ha. Bánh nguội rồi mình mới lấy kem mình cho. Lúc mình gỡ ra mình nhẹ nhàng nha, tại vì nó dễ bị bể lắm. Để ở đây cho nguội ha. Bây giờ Diễm quay trở lại với cái phần kem. Bơ này Diễm để ở ngoài chắc cũng được 2 tiếng hơn thì nó đã mềm như vậy nè. Nếu nhiệt độ nhà mình nóng thì mình nên để ra ngắn hơn tí xíu chứ đừng có cho nó bị chảy ra nha. Rất là mềm luôn. Phần kem trứng á, mình sẽ sờ thử, nó phải thật là nguội nha, mình mới trộn vào với bơ, không mấy là bơ nó cái sốt này nó dễ bị loãng đó. Mình khuấy lên cho đều thì Diễm thấy Diễm lấy cái phối lòng này nè, Diễm khuấy thì nó dễ tan, nó nhanh hơn. Khuấy thật là đều tay cho tới khi mà mình thấy là hai cái hỗn hợp này nó hòa đều và cái phần kem nó thật là mịn là được. Bây giờ mình đi ráp bánh thì bánh này Diễm cắt ra làm đôi thì như Diễm có nói đó, nếu mà mình dùng một cái khuôn to hơn thì sẽ là cái bánh mỏng mình không có cần phải chia. Còn Diễm thì Diễm thấy chia ra vậy mình cho kem vô ngay giữa thì cái kem nó chia đều ra, Diễm thấy nó ngon hơn. Mình cứ chia cho thật là đều ra là được. Lúc mà mình gỡ lên thì cẩn thận nha, tại Diễm nhớ lần đầu tiên Diễm làm Diễm gỡ mạnh tay quá cái bánh nó bể luôn. Mình lấy cái khuôn hồi nãy đó, mình cho cái bánh vô và mình cho khoảng 1 phần 3 cái phần kem trứng á, vào ngay giữa. Mình muốn mình không xài cái khuôn vòng thì cũng được, mình để cái bánh ở ngoài mình chét lên cũng không sao hết. Diễm tại vì Diễm muốn cho vô tủ lạnh cho nó gọn nó sạch đó. Rồi mình lấy cái phần bánh còn lại mình để lên. Kem á, thì mình cho hết vào luôn. Và mình dùng cái muỗng đó mình tán ra cho nó thật đều. Mình muốn mình tán cho nó chảy xuống cái thành tí xíu cũng được, không sao hết. Bánh này á, mình cũng có thể mình để cái phần bánh riêng rồi phần kem riêng, khi nào ăn á, thì mình cho lên cũng được. Còn Diễm thì Diễm thấy nếu mà mình làm nguyên ổ gì mình trang trí thì nó đẹp hơn nếu mà trong có tiệc á. Sau đó mình sẽ bào á, sô-cô-la hoặc là mình có hạnh nhân cắt lát mà mình hơi cho nó giòn rồi mình để lên trên cái mặt bánh thì nhìn nó đẹp và nó hấp dẫn hơn. Bây giờ mình mang bánh mình cất vào trong tủ lạnh ha. Diễm thấy ăn lạnh ngon hơn, còn mình muốn mình ăn liền cũng được nữa. Bánh này á, Diễm cất tủ lạnh, Diễm để qua đêm luôn, bây giờ sáng Diễm mới mở ra. Bánh này làm đơn giản á, và ăn Diễm thấy rất là ngon đối với những ai mà thích hạnh nhân á, tại vì cái cốt bánh của nó bùi bùi nè, kết hợp với cái phần kem nó vừa thơm và nó béo. Có tí xíu vị chua của chanh nữa, Diễm thấy nó ngon hơn rất là nhiều. Người Na Uy á, thì họ ăn bánh rất là ngọt tại vì họ dùng chung với lại cà phê pha loãng đó. Còn nếu mà mình người Việt mình ăn không thì mình sẽ thấy cái bánh nó ngọt, nhưng mà Diễm thấy bánh này nếu mà không ngọt thì nó lại không có ngon. Bánh này mình bảo quản trong tủ lạnh được 3 tới 5 ngày, còn mình cất trong tủ đông đá thì được 3 tháng cũng rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh Success Torta này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.